Thưa quý vị, hành trình đồng hành cùng các trường trung học phổ thông trong quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Hội thảo Hiệu trưởng 4.0, lãnh đạo trong kỷ nguyên số do Trường Đại học FPT tổ chức đã diễn ra thành công tại nhiều địa phương trên cả nước. Chiều nay 2 tháng 3, hội thảo được tổ chức tại thành phố Dũng Tàu, thu hút ban giám hiệu gần 40 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tham gia. Ngoài việc giới thiệu các kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ChatGPT vào quản lý giáo dục, trường đại học FPT còn mở rộng chương trình đồng hành lâu dài cùng các giáo viên trung học phổ thông thông qua khóa tập huấn ứng dụng ChatGPT vào trong chương trình giảng dạy online, được tổ chức trên nền tảng Zoom. Chương trình đã thu hút 3.000 học viên là giáo viên cán bộ chủ chốt của các trường trung học phổ thông trên cả nước. Đặc biệt, với mong muốn đồng hành cùng các trường trung học phổ thông, kích thích sự sáng tạo của học sinh, Trường Đại học FPT cũng mang đến hội thảo dự án triển khai chương trình giáo dục STEM. Thông qua đó, trường Đại học FPT chịu trách nhiệm nghiên cứu khung chương trình, đồng thời hỗ trợ các trường trung học phổ thông các khóa tập huấn, đào tạo về việc triển khai chương trình đến các em học sinh. Với thế mạnh về công nghệ cùng những nguồn lực về nhân sự và tài nguyên sẵn có, trường Đại học FPT kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị cho các trường trung học phổ thông cũng như các em học sinh trung học phổ thông.